Anh có nhớ cái vai diễn của anh ngay thời điểm đó không? Vai diễn của Cường trong Những Thiên Thần Áo Trắng là vai Bắc. Thực sự mà nói mà bây giờ mà kể mà mình gợi nhớ lại cái thời điểm mà đóng Những Thiên Thần Áo Trắng, quá nhiều cái cảm xúc đối với Cường. Bộ phim đó cũng là bộ phim mà đưa rất nhiều những cái tên tuổi lên, thì có Miu Lê, có Miu, Đỗ Tùng Lâm, và đặc biệt ở trong bộ phim đó có một người bạn mà cũng là MC mà dẫn chung với Cường rất là nhiều, bạn ấy đã đi xa rồi, là Mai Phương. Mai Phương thì đóng cặp với Cường trong phim đó luôn nữa, cho nên đây là một cái bộ phim mà mang lại cho mình rất là nhiều những ký ức. Thời điểm đó thì nguyên một dàn gọi là đóng vai học sinh cấp 3, chỉ có mười mấy tuổi thôi, thì có mình Cường với Mai Phương là già nhất trong đó, lúc đó là 24-25 tuổi rồi. Nhưng mà được cái là may mắn là hai đứa rất là hòa đồng với mọi người, cho nên nhìn nó cũng đồng trang lứa lắm. Không, thiệt sự anh không có già đi tiếng nào so với những bọn trẻ bọn em đâu. Dạ, em dùng cái từ vậy cho nó dễ. Một cái kỷ niệm mà khi Cường mà nhận được cái vai diễn Bắc trong bộ phim Những Thần Áo Trắng á, là thời điểm đó là đi casting của đạo diễn Lê Hoàng. Là rất nhiều người đi casting, thậm chí là có các ca sĩ nổi tiếng mà cũng tuổi ngang mình á, là đi casting luôn. Và thời điểm đó khi mà đạo diễn casting Cường diễn xong rồi, nhưng mà họ còn một vài cái lo lắng. Tại thời điểm đó thì tự nhiên đi cắt cái máy ngố. Cắt cái máy ngố sau cái mặt nó tròn quay, không hợp với cái vai diễn đó. Không hợp với vai diễn. Cho nên là đạo diễn mới hỏi nè, sao em béo thế? Có khi nào mà giảm cân được không? Thì lúc đó mình ok, dạ được chứ, em làm được. Mà 2 tuần nữa là đóng phim rồi. Tức là trong vòng 2 tuần đó là Cường giảm xuống 4kg. Wow. Để vào phim. Còn cái mái tóc ngố này lúc đó là ngay cái thời điểm đó là rộ lên cái vụ mà nối mái Hàn Quốc á. Đó, cho nên là xong cái mặt mình vô nó cũng thon gọn. Không nhận á. Anh kể lại với một cái đôi mắt rất là trong sáng. Đúng, để vậy em nhìn hoài luôn. Nó nằm ở đó ra, nó không có đi đâu hết trơn luôn. Mà em nhớ hình như là em còn nhớ là bộ phim mà anh Nam Cường đóng thời điểm đó là cái đồng phục trong cái phim đó. Cũng rất là tạo nên là em gây tranh cãi nha. Gây tranh cãi nữa. Dạ. Gây tranh cãi luôn hả? Có, tức là mọi người rất là ấn tượng với cái áo hồng đó. Dạ. Mà gây tranh cãi là bởi vì ủa, Những Thiên Thần Áo Trắng mà sao áo hồng mà có cái mũ trên màu đỏ. Thực ra cái đó cũng rất là dễ thương bởi vì ý đồ của đạo diễn thôi. Dạ. Cái áo trắng ở đây không có nghĩa là phải là mặc màu trắng. Áo trắng là cái sự tượng trưng cho cái lứa tuổi thôi. Nó còn màu hồng như là do trường thôi. Còn đối với riêng Huỳnh Tú thì sao, không biết có một bộ phim nào về tuổi học trò về Thiên Thần Áo Trắng mà em nhớ không? Một bộ phim mà em nhớ hoài tới bây giờ là phim Gọi Giấc Mơ Về. Đúng rồi. Em nhớ là Gọi Giấc Mơ Về. Là cũng nói về tình yêu tuổi học trò. Em nhớ là chị Vân Thắng, là chị Minh Hằng. Là em nhớ lúc đó chị Minh Hằng là trông quá nha, bụng mái ngang nè. Dễ thương lắm, mà cái gây ấn tượng đối với em là cái nhạc phim trong cái bộ phim đó. Em nói chứ thật ra là lứa em nha, bây giờ nhắc lại cái bài hát đó ai cũng thuộc hết. Đúng rồi. Bài đó một thời cũng là quốc dân ha. Quốc dân đâu cũng mà nghe đâu. Đi karaoke cũng hát bài đó luôn. Đúng rồi. Mà nó dễ thương ha. Dễ thương lắm. Nó quá hợp với độ tuổi của các bạn nhỏ lúc đó luôn. Mà xem xong là mê. Mê từ cái nhân vật diễn viên chính, mê tới nhạc phim. Mà em rất là thích nhạc phim. Bởi vì là đối với những cái tác phẩm về điện ảnh hoặc là những cái phim truyền hình nào đó, nếu như không có âm nhạc thì nó sẽ không tăng thêm cái mặt cảm xúc. Dạ. Thì giống như là em nói là cuộc đời này không thể thiếu âm thanh, âm nhạc được. Dạ. Thiếu cái đó là mình bị khô khan, mình không có, dụ như tỏ tình với crush của mình đi, tỏ tình với người yêu đi, mà vô im bặt, không có một âm thanh gì hết. Anh yêu em nghe nó trơ sợ. Nghe nó trơ nha sợ. Có đứa cầm cái máy thay bấm nhạc lên nó hay hơn đúng không? Vô đã lên đúng không? Tăng thêm cảm xúc. Dạ. Cho nên là hôm nay với chủ đề nhạc phim nó rất là đặc biệt. Cho nên là mong là mọi người cũng sẽ đặt cái cảm xúc của mình vào đó nhiều hơn. Đón xem những chương trình giải trí đặc sắc trên kênh YouTube Madison Media Group. Tiếp chưa đi chưa chi vào lúc 21:20 thứ tư. Giai điệu thanh xuân vào lúc 21:20 thứ năm. Ảo thuật sắc đẹp vào lúc 19:30 chủ nhật.